cảm giác đau hả chị? Đúng rồi, nó sẽ hơi đau chút xíu. Mình yêu. Chứ mình tác động vật lý lên da mà nó không đau là không đúng. Bắt đẻ lên chị mới đúng. Tôi ngắt luôn đó chạy. Tôi ngắt luôn á. Để muốn ăn Tết mặt đẹp là phải mua thuốc với mua dưỡng về sức nha. Thì đến Tết mới có mặt đẹp được, chứ không mình cứ để như này là thôi á. Chị cứ nặng như chị chịu đau được. Đau thì đau nhưng mà chị nặng thì chị cứ nặng đi à.
em đau đau, chị nặng là chị nặng à, làm gì chị ngưng. Nhưng mà em đau thì nhiều bạn nhát tay á, các bạn phải là nhẹ hơn là liền à, mà nhẹ hơn thì nó đâu có ra mụn đâu. Vì lại sót chân này. Trời ơi, cục này bà sức thuốc mà nó cứng ngắc luôn đó mà ơi. Vậy sao mà lấy đây chứ. Đấy, cục này cứng ngắc à. Đổi thuốc gấp nha. Trời ơi, mụn. Mụn mà bấm tay không vô luôn rồi. Cho xin 5.000 gió đi. Nóng quá nóng. Hơi hơi mát mát rồi. Cứng lắm nhưng mà ơi. Tóc nè. Nó rớt xuống à? Không, mà nó dính dưỡng đồ thấy khó chịu quá. Nó có vướng cái đèn màn hình không? Không thì kệ nó. Mặt luôn á. Mặt thì lấm nhưng mà mụn thì không ra nha. Ê, đừng có chấm cái thuốc kia nữa nha. Trời ơi nó cứng luôn á. Em sờ mấy cục mụn viêm của em thấy nó cứng ngắc không? Cứng vậy là nó phải chai rồi, khi nào mà sớm nó mềm 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 á. Hình như nó mấy cái mụn nhỏ nó có lên, mụn to nó không lên nổi sao vậy? Không phải là nó không lên nổi mà nó bị chai luôn rồi. Ý là kiểu em sức xong nó xẹp dần xuống ấy. Nó cứng chứ không phải là đấy. Tại vì thường thường nếu mà mấy cái thuốc trên thị trường bán, nó sẽ bán cái thuốc để cho là mình xẹp mụn á. Chứ không phải là nó gom mụn như các spa. Các spa thì sẽ làm cho mụn mình nó gom lên để đi lấy á. Còn thị trường bán thì nó sẽ làm cho xẹp mụn mà. Nó đâu biết mình đi lấy hay không lấy đâu. Nó sẽ bán cho mình cái để nó xẹp mụn nhanh thì mình thấy là mình tưởng nó hết mụn. Nhưng thực chất thì nó nằm ở dưới da. Nó để lại một vết thâm thôi. Nhưng mà cái thâm đấy thì em không lấy được ra cái mụn thì nó đâu có hết thâm được. Đi bác sĩ da liễu chưa? Chưa chị. Em bị đợt dịch giờ mà. Đợt dịch được còn bị mụn được hả? Ý là trước đấy không bị mụn hả? Không chị. Bị mụn cái hoang mang luôn này. Vâng, nhìn mặt sợ luôn. Bị mà ai cũng chê hết trơn. Người ta đã bị mụn rồi còn chê người ta nữa hả? Chê trồng cảm. Không, nhiều bạn tiêm vaccine thì cũng bị mụn vậy đó. Nhiều lắm. Em cũng nghe nói vậy. Em tiêm Acha hả? Ừ, biết mà. Acha là hay bị nhất luôn á. Acha nó nóng á. Mà Acha nó cũng hành nhiều nhất nữa. Tiêm không dám tiêm mũi 3. Sợ nó toang luôn rồi.
cài hết rồi bé ơi. Sao mà lấy cô lên nó không ra thì mình cũng phải tác động vô để xịt thuốc. Sự là nhìn cục mụn mà không biết nói gì cho phải luôn á trời, cái mụn mà kim đâm mà nó không vô luôn là biết rồi đó. Nhấc cái tay ra tí nhẹt bị sát mà nó không có chỗ để lấy tay luôn á. Chai chai này của em để nó phải sưng lên nó mới ra được nha. Nó mà không sưng là hơi mệt rồi đó. Đâu rồi, chị? Đâu rồi? Dưới này. Đau. Đau mà cười à? Đau mà nghe cười sung sướng như vậy. Trời ơi. Gần xong rồi, gần xong rồi. Hả? Xong rồi hả? Gần xong, dịch lên trên đi kìa.
cục này này mới phê này. Từ từ nha chị. Lại bình tĩnh nào. À, này nào. Quay sát vào đến rồi mà tìm không thấy chị luôn là biết rồi. Một phát nữa. Rồi. Thực lên trên này xíu nữa. Đứng hát không à? Người ta xì gió ra thôi mà cũng phản ánh nữa. Con lại nha, nó sẽ sưng đấy, tại vì gần mắt đây, gần mắt này sưng hơn bụng khác nha.